bạn thích ăn món gì từ thanh long nhất? Comment ở dưới xem có ai giống mình không nha. Những món ăn này mình đều làm từ thanh long đấy. Xin chào các vị khán đài, là Lê Trang đây. Hôm nay với bếp của mình thực hiện thử thách này nha. Thử thách 6 món từ thanh long, get go. Úm mà là vừng ơi mở ra. Mùa hè đến rồi, ăn thanh long là đúng bài rồi các bạn. Đã thế lại còn làm được nhiều món nữa chứ. Món đầu tiên, tất nhiên là ăn trực tiếp rồi. Cứu tôi ơi. Nhưng mà không được ăn cái kiểu như vậy đâu nhá. Phải cắt ra ăn tử tế đàng hoàng chưa. Món thứ hai, thạch thanh long phô mai. Phô mai con bò cười các bạn cắt nhỏ, bỏ vào khuôn đá tròn. Sau đó vỏ thanh long thì các bạn sắt nhỏ bỏ vào nấu thạch nhá. Nước sôi ra màu rồi thì các bạn vớt vỏ vứt đi. Đổ hỗn hợp bột cho cơ vào đường và nấu cho sệt lại là ok rồi đấy. Đổ thạch ra khuôn và ấn thật mạnh để viên thạch được hình tròn nhá. Bỏ vào tủ lạnh 2 tiếng và thành phẩm này. Thạch núng na núng nính màu yêu cực các bạn nhở. Nhìn cứ như cây kẹo hú lù thàng ở bên trung ấy nhở. Mắt béo béo bị phô mai các bạn ạ. Món thứ ba là món siêu đặc biệt. Đó là bánh mì thanh long phiên bản cu te của bà Trang Ngáo. Các bạn sử dụng 300g bột mì, 5g men nở, 45g đường, sau đó đập một quả trứng vào. Cho luôn một bát thanh long vào và đánh tan hỗn hợp này lên nhá. Nếu khúc này nhão quá thì các bạn cho thêm một ít bột nhá. Sau đó cho thêm 45g bơ lạt và tiếp tục nhồi nhá. Các bạn cứ nhồi trong vòng 10 phút. Khúc này thì bột hơi ướt một tí, nhưng mà không sao, các bạn cứ nhồi một tí là nó sẽ quyện lại ngay. Các bạn đừng quên đập bột nhiều lần nhá. Đến khi nào bột không dính tay là được rồi đó. Sau đó các bạn quét một lớp dầu, bọc lại và ủ trong vòng 1 tiếng cho bột nở nhá. Sau 1 tiếng tháo ra, bột không dính tay như thế này là ok rồi đấy. Các bạn mang bột ra làm vỡ bọt khí trong bột, chia bột ra từng phần nhỏ bằng nhau. 400g bột mình làm được 11 cái bánh đấy. Bây giờ thì đi tạo hình cho bánh thế nào. Khúc này là cần sự khéo tay lắm này. Một cái đứa ớt ơ như mình mà còn làm được thì các bạn nhất định phải thử nhá. Hôm nay mình sẽ làm bánh mì sừng trâu và bánh mì bông hoa. Bánh mì sừng trâu thì các bạn cứ cắt tam giác rồi lăn ra thôi. Còn bánh mì bông hoa thì các bạn lăn bột hình chữ nhật, sau đó cắt hình xương cá giống mình, rồi cầm ở góc bột lăn chéo ra là được. Khúc này phải kiên trì đi nhá. Đây thành phẩm sừng trâu của các bạn này. Xong xuôi thì các bạn cho bột nghỉ 45 phút, sau đó các bạn quét một lớp mật ong và sữa tươi không đường vào bánh, trang trí lên bánh một ít hạt hạnh nhân. Sau đó bỏ vào nồi trên không dầu 160 độ 25 phút nhá. Thành phẩm thế này xuất sắc chưa các bạn ơi? Khúc này là thơm nhất cái mũi luôn rồi. Hàng xóm nhà tôi đã chửi từ Nga qua Ukraine rồi đấy. Thơm béo và siêu ngon các bạn ạ. Món thứ tư là soda thanh long dành cho ai vừa đi học và đi làm về nóng nực nhá. Bỏ thanh long vào ly, dầm nhuyễn ra, cho thêm đá vào, nhớ là đừng cho đầy nhá. Sau đó các bạn đổ bảy áp vào. Nếu mà nhà ai có da cun thì các bạn đổ luôn da cun vào nhá. Khúc này màu nước đã phân làm hai màu rồi đấy, siêu đẹp các bạn nhỉ. Đi học hay đi làm nóng về ai pha cho một cốc này có mấy yêu cả đời nhỉ. Món thứ năm là bánh thanh long dẻo. Các bạn dây qua thanh long cho bớt hạt. Ở đây mình dùng nửa quả thanh long, cho nên mình sẽ cho một bịch sữa tươi không đường. Sau đó các bạn cho từ từ bột bắp vào, đánh tan lên, quét một lớp dầu vào khuôn cho đỡ dính. Sau đó các bạn đổ hỗn hợp vào và mang đi hấp. Các bạn chú ý để lửa riu riu thôi nha. Sau 1 tiếng mình được chiếc bánh núng nính như thế này này. Các bạn cắt bánh ra theo hình vuông là đã được những viên kẹo dẻo cú te trong truyền thuyết rồi đấy. Eo ơi, cái kẹo này dẻo dẻo thơm thơm lạ lắm các bạn ạ. Món thứ 6 là thạch dầm sữa. Thạch các bạn nấu như ở món thứ hai. Sau đó các bạn đổ vào ly dầm nát ra, đổ thêm một bịch sữa tươi có đường vào. Cái món này thì béo béo thanh mát cực kỳ đã các bạn ạ. Món thứ 7 là kem thanh long. Các bạn cho thanh long, sữa chua có đường và một ít sữa đặc vào. Xay nhuyễn ra nhưng mà xay vừa thôi, đừng xay nát nhá. Cho vào khuôn kem, sau đó bỏ vào tủ đông 8 tiếng nhá. Có ai ở đây mùa đông và mùa hè đều mê kem thì comment cho mình biết với nhá. Mắt lại cực đã. Cuối cùng thì cũng hoàn thành thử thách rồi. Những clip trước bạn nào muốn mình làm thanh long thì vào nhận giúp mình nhá. Hí hụt cả một ngày trời chỉ được con nấy món thôi. Các bạn có món gì ngon hơn từ thanh long thì comment cho mình biết. Nếu thấy clip hay và bổ ích thì nhấn vào like để ủng hộ mình và vào trang của mình để xem những clip thú vị hơn nha. Goodbye.